Hello, xin chào các bạn. Trong clip ngắn này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt các ứng dụng cần thiết để chúng ta làm file để nghe, đó là chương trình Audacity. Có 3 cái file trong của Audacity mà chúng ta bắt buộc phải cài đặt. Thứ nhất là chương trình chạy Audacity, hai chương trình plugin và theme để hỗ trợ cho việc chiết xuất file. Đầu tiên chúng ta click trái vào Audacity. Sau đó click phải, chọn Run as Administrator và click trái. Một cửa sổ xuất hiện, chúng ta chọn Yes. Và sau đó chúng ta chọn ngôn ngữ, OK. Và tiếp tục chọn Next, Next. Nếu có cài rồi, chúng ta cài trồng lên vẫn được, chúng ta chọn Yes. Và luôn nhớ là nên chọn một cái biểu tượng trên cái desktop và chúng ta chọn Next và Install. Tùy vào cấu hình của máy mà chương trình sẽ cài đặt trong bao lâu, thường khoảng 1 đến 5 phút. Và sau khi chương trình cài xong thì chúng ta cho nó mở lên cho nó chạy thử. Nếu chương trình chạy tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục hai cái file kế tiếp. Rồi chúng ta chọn Next và Finish để chạy thử Audacity. Lúc này Audacity xuất hiện như thế này. Như vậy nó đã chạy được ổn, chúng ta thoát nó đi. Xong chúng ta cài tương tự các file kế tiếp, cũng click trái, chọn chạy như là người quản lý. Chọn click trái và nếu có cửa sổ nào xuất hiện, cứ chọn Yes, chọn ngôn ngữ và cứ Next tới để chúng ta cài đặt. Có cửa sổ cho đồng ý hay không, chúng ta chọn nút đồng ý và Next, Next để cài đặt. Thì quy trình cài đặt các ứng dụng được tương tự như vậy. Tương tự là file name, click trái vào, chọn chạy như tư cách người quản lý, click trái. Chương trình có hỏi thì chọn yes và cứ next, next và ok, vân vân. Rất là nhanh, thế là xong. Hai phần mềm kế tiếp tôi muốn hướng dẫn cho quý vị đó là chương trình phần mềm Format Factory. Đây là phần mềm chúng ta dùng để chuyển đổi các đuôi âm thanh cũng như đuôi video. Tức là chúng ta đổi cái file video từ định dạng nào đó sang MP4 hoặc là WAV hay là AV để tiện sử dụng trên cái phương tiện hay thiết bị của mình. Còn Windows Movie Maker là chúng ta tạo cái video clip với chương trình miễn phí mà Windows đã cung cấp. Giờ cài Format Factory, chúng ta click trái, chọn Run as Administrator. Nếu cửa sổ xuất hiện mình chọn Yes và tiếp tục chúng ta chọn ngôn ngữ, vân vân. Phần mềm này cài đặt hơi lâu và chúng ta phải chờ mất thời gian đến từ 2 đến 10 phút tùy vào cấu hình của máy. Nếu các chương trình các bạn mà chưa có cài chương trình McAfee thì sẽ có cái cửa sổ như thế này. Tốt nhất là đừng có chọn nó và chúng ta chọn Next. Tốt nhất là đừng có chọn cài McAfee nữa nhé và tiếp tục chúng ta chọn Install. Việc Install này nó cũng kéo ra từ vài phút. Thì để cài chương trình Format Factory chúng ta mất khoảng 10 phút tùy vào cấu hình của máy. Chúng ta có thể chuyển đổi cái đuôi các file âm thanh trên mạng hoặc là file video trên mạng, nhưng mà khi nếu chúng ta đổi trực tiếp trên máy tính của mình thì nó nhanh hơn và chúng ta chủ động hơn. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể có mạng internet đủ nhanh để chúng ta chuyển đổi file âm thanh hay là file video. Thì khi mà chương trình cài đặt xong, nó cũng lâu đấy các bạn, mất khoảng chừng 3 phút đến 5 phút tùy vào cái máy. Thường tôi cài đặt mất khoảng chừng 5 phút. Ở đây tôi không dừng video lại mà tôi để cho nó chạy sẵn cho các bạn thấy quá trình cài đặt như thế nào. Nếu máy mình nó chậm hơn là do nó xử lý lúc đầu và khi cài đặt xong nó sẽ cài đặt cũng khá nhanh. Chương trình Format Factory này sẽ có về cái video clip hướng dẫn cách sử dụng những cái cách thủ thuật cơ bản nhất và đơn giản nhất để chuyển đổi nó. Xong chúng ta cho nó chạy thử nhé, chọn Close và cho chạy thử. Ở lần đầu chạy thử thì nó xuất hiện nó hơi lâu một chút. Và nó sẽ có, sau khi nó xong nó sẽ biểu hiện như thế này. Thế là đã ổn. Chúng ta thoát nó đi và chúng ta cài đặt Windows Movie Maker. Click trái vào, khi nó hiện đỏ lên chúng ta chọn Run as Administrator và click trái ở đây. Chương trình Movie Maker này chúng ta luôn chọn Yes và Allow ha. Next, Agree, Next. Chương trình Windows Movie Maker này
hỗ trợ cho các chip đồ họa là từ Core i3 trở về sao hoặc là Centennial Dual Core. Nếu máy bạn là Pentium hoặc là Celeron thì nó sẽ không chạy được cái chương trình này, tại vì các chip đó nó không có chức năng xử lý đồ họa video. Nhưng các bạn có thể cài được Factory Format và Audacity. Sau khi cài xong thì chúng ta nhấn nút Finish để chúng ta cho nó chạy thử. Và lúc này nó đã chạy thử thành công và chúng ta thoát nó đi. Thì đây là ba cái phần mềm mà chúng ta hay sử dụng để tạo đề nghe cũng như tạo video clip trong quá trình giảng dạy. Tôi xin dừng video lại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.